Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 7148941177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 7146224298. Mỗi thứ hai hàng tuần, chúng tôi để đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị tin tức liên quan đến hầu bao của quý khách khách sạn. Lời chào anh Anthony. Dạ, mình chào anh. Kính chào. Anh có một Thanksgiving vui vẻ không anh? Dạ, vâng. Ăn nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay thì thị trường tài chính, trong đó có một công ty chuyên trao đổi tiền ảo, tiền điện tử cũng lại khai phá sản, là công ty thứ nhì. Dạ. Thị trường tiền ảo lúc này có bộ cũng yếu hả? Dạ, vâng. Tại vì ai cũng sợ, ai cũng... những cái trường hợp mà như FTX á, là những ai mà đầu tư vào cái công ty FTX này là lấy tiền ra không được, nó bị froze hết. Dạ. Theo mình nghĩ đó, như cái này là những cái sàn để mà trao đổi crypto. Chứ còn mà nói về đầu tư về Bitcoin hay là Ethereum đó, cái đó mình thấy là vẫn còn vững chắc trong cái tương lai. Không phải là Bitcoin là tệ hại như là FTX. FTX là một cái trading exchange thôi. Bitcoin, Ethereum, những cái mà nó gọi là top 3, top 5 của crypto đó, thì nếu mà đầu tư lâu dài thì sẽ trở lại như là những cái thời kỳ mà Bitcoin nó nhảy lên 60.000. Ngày hôm nay thì có những cái tin tức nào liên quan đến cái nguồn đầu tư nào? Thì lúc nào thì cũng có một cái, nếu mà anh đi kiếm những cái công ty mà để mua cổ phiếu đó, thì những công ty mà bán ra được, có doanh số bán này, có cái thu nhập này, rồi định giá thấp, low valuation, và có một cái lợi tức, không? Thì những cái điểm đó... Là thiếu nợ ít. Đúng. Đó, thì cái trong lịch sử là cho thấy là cái thời điểm mà tốt nhất mà để... tích trữ thêm cổ phiếu là từ 6 đến 12 tháng trước khi mà truyền thông tuyên bố là suy thoái. Thì một công ty Anthony sẽ chia sẻ là công ty này đã tồn tại hơn 130 năm rồi, cũng lâu lắm. Chuyên môn về đứng hàng đầu trong thế giới trong lĩnh vực mà nó gọi là kinh doanh xa xỉ phẩm, tức là luxury item. Công ty Mercedes-Benz Group, cái ký hiệu là MBGAF. Đây là một cổ phiếu mà có thể là cổ phiếu tăng trưởng, nhưng mà định giá giống như là cổ phiếu có giá trị. Sẽ có tiềm năng tăng trưởng lớn. Mình mới đầu mình nghe mình cứ tưởng là chỉ có bán xa hơi, nhưng không phải vậy không ạ? Họ bán rất nhiều các mặt hàng xa xỉ, đắt cung tiền. Cấp dịch vụ tài chính này, quản lý đội xe này, dịch vụ kỹ thuật số, và có môi giới bảo hiểm nữa. Biết phải, năm ngoái mà bất chấp về cái vấn đề chuỗi cung ứng, công ty Mercedes này đã bán ra hơn là 2.3 triệu xe trong 2021. Khủng khiếp nhé. Cũng bất chấp tình trạng mà thiếu hụt bán dẫn cái semiconductor đó, thu nhập qua quý 3 2022 tăng lên 59%, và cũng nhờ doanh số bán hàng là tăng 19%. Cái doanh thu hàng năm là 144 tỷ, thấy rất là nhiều. Cái nó gọi là yearly cash flow, là cái tiền dòng mỗi năm đó, lên đến 17.5 tỷ. Hiện tại bây giờ là công ty Mercedes-Benz là có trong tay là 15.7 tỷ, đủ trả cái lời cổ tức là gần 9%. Khủng khiếp. Và cái tiền lời chia cổ tức lên tới 8.31%. Mà giá cổ phiếu ngày hôm nay được xem là rất là thích hợp, thưa quý vị, bởi vì có lúc lên tới gần 100 đồng.
Hôm nay có 63 đồng 90 cent. Thấy 63 đồng, nếu mà so sánh với lại cái chỉ số S&P 500 nó chỉ có 1/3 thôi. Nhưng mà nên nhớ là phải dùng cái 25% trailing stop đó để mình bảo vệ mình. Mua gì thì anh cũng đề nghị là nên 25% để đó rủi ro nếu mà nó rớt cái ào xuống mà vượt quá 25% là ngay lập tức nó bán đi. Phải bán đi. Rồi cũng một công ty mới đầu tháng 11 này, đội ngũ điều hành đó là đã thông báo là cái tin tức là không có được đẹp cho mấy ta. Sẽ cắt đi những cái nó gọi là tuyến đường, tức là những cái mà nó gọi công ty là FedEx, không? Giảm bớt là 8 cái tuyến đường ở bên quốc ngoại, rồi 23 tuyến đường ở trong quốc nội. Giảm đi không có mà để giao hàng á. Dạ, để giao hàng đó. Vâng. Đó. Nhưng mà trong cái số mà giảm đó, trong cái tuyến đường giảm đó, nhưng mà ngược lại đó, anh bớt cái tiền chi phí bảo trì, anh bớt cái tiền chi phí nhân sự, anh bớt cái tiền chi phí nhiên liệu. Công ty FedEx là hồi 2 tuần vừa rồi là Anthony có nghiên cứu đó, thì đã vào mua là 159 đồng, bây giờ là dưới 174 đồng 175. Nha. 52 tuần cái giá cổ phiếu FedEx là lên 267. Vì cái xu hướng, cái số lượng mà giao dịch tiếp tục có xu hướng tăng trưởng đó, càng ngày lên là có nhiều nhà đầu tư chú ý những cái chủ yếu mà Anthony vừa mới nói. Tức là bây giờ anh đầu tư vào cái FedEx, tức là anh đầu tư vào cái management chứ không phải là về công ty, tức là những cái đội ngũ mà điều hành đó. Giảm bớt những cái gì mà nên giảm bớt nhưng mà vẫn giữ cái thu nhập. Dạ vâng. Cho nên mình nghe tin tức công ty mà họ có thể sa thải, có thể mà tái cấu trúc, đôi khi nó lại đối với giới đầu tư lại là một cái tin tốt. Vì họ sẽ kiếm lợi trở lại, phải không? Hai cái ý kiến này đó thì yes, mình có thể nói là trong vòng 1-3 năm, tức là short term chứ không phải là long term. Nhưng mà nên để ý là dùng cái 25% trailing stop. Bên cạnh đó có những cái tin tức liên quan đến đầu tư thêm nữa. Có những cái danh sách anh có thể giữ để cung cấp thêm không ạ? Khán giả có thể liên lạc. Với lại sẵn đây là Anthony cũng muốn chia sẻ đó là về cái thị trường bảo hiểm. Cái dịch vụ bảo hiểm đó bây giờ những cái mà nó underwriting, những cái guideline nó rất là khó. Chẳng hạn như là nếu mà Mercury nó ăn trễ, anh đóng hụt, anh miss, nó reinstate rất là khó, nó bắt viết lại hết. Nó bắt chứng minh là ok. Anh trả trễ đó hả? Dạ, vâng. Thì Mercury là một, với lại Nationwide là hai, rất là khó. Bên nó hỏi nó. Bắt phải viết lại từ đầu. Dạ, nó bắt anh chứng minh là ok, anh lái bao nhiêu, rồi anh trở chụp lại đồng hồ, rồi anh giữ mấy cái receipt mà thay nhớt đó, để chứng minh là anh lái như đó. Vâng. Cho nên cái việc mua bảo hiểm bây giờ nó cũng thêm khó khăn. Mà may là ở California không có thay đổi gì nhiều không ạ? Do ảnh hưởng từ những cái nơi khác. Năm nay họ nói riêng trong cái ngành mà bảo hiểm trả tiền nhân thọ đó, trả mất 100 tỷ đô la. 100 tỷ đô la để... Không, bảo hiểm nhân thọ đó thì, thì cái đó nó gọi là luxury item rồi. Tức là anh có bảo hiểm nhà, anh có nhà cửa, anh có đi làm đi. Lúc đó anh mới nghĩ đến là cái lâu dài về bảo hiểm nhân thọ. Quý vị có thêm thắc mắc liên lạc thẳng trực tiếp với FMG Insurance Agency với anh Anthony. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn anh Tony. Cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục theo dõi vào trong trang nhà littlesaigontv.com và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Trân trọng kính chào.